Dạ hai, Ủa Việt xin kính chào tất cả ông bà, cô chú, bác dì đã quay trở lại kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh. Rất là vui khi Bảo Việt được gặp lại cô chú anh chị mình trên kênh. Đầu video thì Bảo Việt xin kính chúc cho gia đình mình thật nhiều sức khỏe và sớm tìm được căn nhà ưng ý cho mình. Có một cái câu nói rất là hay luôn cô chú anh chị: tiền nào của nấy, đồng tiền thường đi đôi với lại giá trị. Hôm nay Bảo Việt sưu tầm một khu vực nhà rất là đẹp luôn của một người anh ký gửi cho Bảo Việt bán. Và khu vực nhà này như một thành phố thu nhỏ đó cô chú anh chị. Với cái diện tích ngang 5 dài cho 24m, một căn nhà với thiết kế một trệt một lầu với 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, đáp ứng cho cô chú bác dì mình ở được khoảng tầm 7-8 thành viên. Và khu vực nhà này có một cái tuyến đường rất là rộng rãi luôn, cô chú bác dì mình có thể đậu ô tô được nè, cô chú anh chị mà có thể đi xe tải đến nơi được nè, với cái chiều ngang khoảng tầm 6m rất là thoáng luôn. Và tổng khu vực nhà mình ở đây á cô chú anh chị thì mình sẽ có là khoảng tầm 9 căn nhà ha. Rất là nhiều vị chủ nhân đã sở hữu rồi, hôm nay thì chỉ còn dãy 6 căn này, 2 căn sau cùng nữa thôi cô chú anh chị, và dãy 3 căn thì đã hết khu vực nhà luôn rồi cô chú anh chị. Bảo Việt hiện tại bây giờ mượn một căn mẫu để review cho cô chú anh chị mình ha. Và nhà của mình nằm trên trục đường chính, tuyến đường Đinh Đức Thiện nối dài, hay còn gọi là trục đường 826. Từ vị trí này cô chú anh chị mình ra chợ Trung Thành cũng như là khu công nghiệp Cầu Tràm đâu đó là khoảng tầm là 500m thôi cô chú anh chị, rất là gần gũi luôn. Còn cô chú anh chị mình về chợ Bình Chánh thì mất tầm khoảng là 3-4km ha. Thì không để gia đình mình ở lâu hơn nữa, bây giờ Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình cùng theo chân Bảo Việt vào mình xem nhà thực tế nha cả nhà. Trước khi mình vào mình xem căn nhà thì cô chú anh chị mình nhìn ở ngoài cổng nhà thôi cũng đã thấy cái mức độ sang trọng của khu vực nhà mình rồi ha. Nhà mình có một cái trụ cổng nè, rất là hầm hố luôn cô chú anh chị ơi. Gia đình mình có tài chính không quá dư dả, khoảng tầm 1,5 tỷ đến 2 tỷ cô chú anh chị mình vẫn sở hữu được căn nhà này với hình thức cô bác anh chị mình vay ngân hàng ha. Còn giá cả thực tế Bảo Việt xin báo cuối video luôn để cho cô chú anh chị mình xem hết tất cả hình ảnh đi, lúc đó mình nhận xét căn nhà của mình có giá trị hay không, có đáng hay không để mình bỏ tiền ra mình sở hữu một căn nhà để mình an cư lập nghiệp ha. Căn nhà này mình sẽ được bảo vệ bởi một cái lớp cửa 4 cánh ha, lớp cửa này là bằng sắt của chú anh chị đó, có các những tiểu tiết CNC rất là đẹp luôn. Phía trong đây là khu vực sân nhà của mình. Cô bác anh chị mình có một cái chiếc ô tô 4 chỗ 7 chỗ mình có thể đậu được ha, với cái chiều ngang 5m thì khá là lý tưởng luôn. Bên tay phải này cũng có việc đây, có một cái hộc chừa sẵn cho cô bác anh chị mình trồng những cái loại cây kiểng mà mình yêu thích ha. Bên Việt cũng đã trồng sẵn cây dừa kiểng nè, rồi những cái cây cỏ rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị mình về có thể mình trồng những cái loại mình yêu thích ha. Căn nhà này của mình đó cô chú anh chị, Bảo Việt thấy là không có gì để cô chú anh chị mình chê hết. Vì đây chính là một cái mẫu nhà của một người anh chủ đầu tư của Bảo Việt ha. Anh nghe rất là nhiều ý kiến của khách hàng góp ý, anh đã hoàn thiện cho mình một cái mẫu nhà rất là đẹp luôn. Thì cái căn nhà Bảo Việt đang review đây là căn nhà phố. Còn cô chú anh chị mình muốn thích nhà mái thái thì mình chọn căn kế bên ha. Cô chú anh chị mình thích mẫu nào cũng được. Hiện tại ở đây thì còn khoảng tầm là 4-5 căn sau cùng nữa thôi. Cô bác anh chị mình thích mẫu nhà hôm nay Bảo Việt review thì nhắc máy lên gọi trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963 ha. Trước khi mình vào không gian phòng khách á thì căn nhà này của mình có một cái lớp cửa bảo vệ 4 cánh rất là an toàn luôn cô chú anh chị. Lớp cửa này thì bằng nhôm sinh pha, kính cường lực ha, khá là dày dặn luôn, khoảng tầm 8 ly. Không gian phòng khách của mình bên Việt sẽ tặng cho cô chú anh chị mình nội thất sẵn luôn ha, một cái bộ ghế sofa. Rồi không gian nhà bếp thì mình có bàn ăn ha. Thì Bảo Việt sẽ review cho cô chú anh chị mình tất cả luôn. Và bên trên thì phòng ngủ thì mình không có tặng giường với lại là niệm đồ hoặc là tủ quần áo như cô chú anh chị. Những cái gì Bảo Việt tặng thì Bảo Việt sẽ báo rõ ha. Có bộ bàn ghế sofa nè, rồi có bộ bàn ăn phía trong phòng bếp ha. Cô chú anh chị mình nghe Bảo Việt báo rất là rõ luôn. Ghế sofa này cô chú anh chị mình để nè, tiếp khách rất là sang. Căn nhà này thì cô chú anh chị mình không còn gì để chê nữa rồi, quá là tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi. Nhà mình là pháp lý sổ hồng riêng, đất thổ cư 100% ha, diện tích là ngang 5 dài cho 24m nha cô bác anh chị. Bên đây là khu vực để cho cô chú anh chị mình để tivi, mình xem tin tức thời sự, cô chú bác gì mà có thể mua sắm thêm một cái bộ karaoke gia đình nữa để mỗi buổi chiều mình đi làm về mình thư giãn ha, những thành viên trong gia đình mình tụ họp mình hát karaoke hoặc mình xem tin tức thời sự giải trí bóng đá thì không còn gì để bằng nữa đâu cô chú anh chị ơi.
Và kế bên khu vực mình để cái tivi của mình đó thì có luôn đó, một cái khung gỗ bên Việt đã đóng cho cô chú anh chị mình những cái ô vuông rất là đẹp luôn, để cô chú anh chị mình để được những cuốn sách hay nè, để được những cái chai dầu thơm đẹp, những cái chai nước hoa, tùy vào cách cô chú anh chị mình bố trí mình sắp xếp ha. Và bên trên căn phòng khách của mình thì căn nhà này của mình được hoàn thiện trần la phong thạch cao dược hợp lên cho mình khoảng tầm là 4 mét luôn, có bộ đèn chùm nè, rồi đèn lon, đèn led đầy đủ ánh sáng hết nha cô chú anh chị. Có máy lạnh thì mình bắt ngay tại vị trí này, bên Việt đã đi đường điện âm hết rồi ha. Căn nhà này thì bên Việt đã chuẩn bị cho cô chú bác gì mình hết rồi, có chăng là mình chỉ dọn đồ và mình ở thôi ha. Ngăn cách giữa không gian phòng khách và không gian bếp, bên chủ đầu tư của bố Việt cũng tạo thêm một cái điểm nhấn cho cô chú anh chị mình, có đóng sẵn cho cô chú anh chị mình một cái tủ lam sống gỗ rất là đẹp luôn. Bên đây có hệ thống tủ rượu ha, cô chú anh chị mình trưng bày rất là giá trị luôn cô chú anh chị ơi. Căn nhà này xem trên 3 tỷ tí xíu thôi cô chú anh chị hả. Cô chú anh chị mình chán xem hết video thì bảo Việt sẽ báo cho mình mức giá khá là hợp lý luôn. Ở đây cũng có hệ thống tủ rượu luôn hả, tùy vào cô chú anh chị mình bố trí mà mình sắp xếp ha. Bên Việt đã trang bị sẵn rồi. Không gian phòng bếp của mình được bố trí một cái bộ bàn ăn 6 ghế như thế này, bên Việt tặng cho cô chú anh chị mình luôn ha. Cái đó là bảo Việt báo thật tình trên kênh, khi nào cô chú anh chị mình đến đây bên Việt nhận nhà rồi thì sẽ bàn giao cho cô chú anh chị mình đầy đủ. Và bên tay trái này của Việt nè, dưới gầm cầu thang cũng có thêm tủ luôn, ở mình để những cái vật dụng không cần thiết vào hệ thống tủ ha. Nhà mình là xung quanh tất tần tật là trang trí hết rồi đó cô chú anh chị, có chăng là mình chỉ dọn đồ và mình ở thôi, và mình bỏ tiền mình sở hữu mua căn nhà thôi cô chú anh chị ơi. Chứ gia đình mình bảo Việt nghĩ sẽ không cần phải trang trí gì thêm đâu. Ở bên đây cũng có tủ kiến luôn, đầy đủ luôn, làm sống gỗ đầy đủ hết cho cô bác anh chị mình ha. Và hệ thống tủ bếp của mình thì có đèn led đi theo âm tường luôn cô chú anh chị. Đó, tủ bếp trên tủ bếp dưới đầy đủ cho mình luôn. Mặt bếp thì ốp kiến rất là sạch sẽ ha. Bên đây thì cũng có bồn inox rất là hiện đại luôn cô chú anh chị. Đó, quạt ăn bí không khí thì mình có thể bật lên. Đó, đầy đủ hết nha cô chú anh chị. Bên dưới tầng trệt của mình sẽ có một cái nhà vệ sinh. Bên dưới tầng trệt của mình sẽ có một cái phòng ngủ, bảo vệ xin lỗi ha. Căn phòng ngủ này thì cô chú anh chị mình thấy rất là vừa vặn để mình ở khoảng tầm 2 đến 3 thành viên. Căn nhà này rất là nhiều phòng ngủ luôn cô chú anh chị. Căn phòng này thì dành cho những cô bác, cô chú anh chị mình lớn tuổi, mình bố trí một cái giường, một cái tủ quần áo này. Cô chú bác gì mình thấy khá là vừa vặn luôn, có đường dây máy lạnh âm tường luôn, có đèn led đèn lon đầy đủ ánh sáng hết nha cô bác. Cuối nhà của mình thì sẽ có một cái khoảng sân nho nhỏ như thế này đây, cô chú anh chị mình có thể giặt giũ xong mình phơi đồ phía ngoài đây. Và ngoài đây thì cô chú anh chị mình không có sợ bí, bên Việt đã đóng sẵn cho cô chú anh chị mình ở một cái kệ sắt luôn cô chú anh chị, để ló gió lùa vào đó, cho nó mát ha. Ở đây thì có vòi nước sẵn luôn cô chú anh chị, mình có thể hứng nước ha để mình rửa tay rửa chân mình vệ sinh. Gạch ốp tường cũng ốp lên cho mình là khoảng tầm 1,2 1,3. Bên đây là khu vực nhà tắm và nhà vệ sinh. Cô chú anh chị mình sẽ thấy cái mẫu thiết kế này, những cái khu biệt thự 5 sao, tiêu chuẩn 5 sao nè, hoặc là những cái khách sạn rất là cao cấp. Cô chú anh chị mình thấy không, bên Việt bố trí cho gia đình mình một căn nhà giá trị, rất là giá trị luôn, tiền nào của nấy ha. Bên đây là bồn lavabo, bồn cầu nè, rồi có kiến soi mặt cho cô chú anh chị mình hệ thống cảm ứng hết ha. Bây giờ tiếp theo bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình lên bên trên tầng lầu để mình quan sát những căn phòng ngủ phía trên ha. Nhà có sổ thì cô chú anh chị mình thoải mái cắm sổ vay ngân hàng rồi. Mình lên bên trên cái căn phòng ngủ của mình, cầu thang của mình cũng có hệ thống đèn led luôn cô chú anh chị ơi. Đặc biệt là những bé nhỏ trong gia đình mình nè, cô chú lớn tuổi á, mình đi đứng có đèn rồi ha, thì mình không có sợ mà té ngã luôn cô chú anh chị, đầy đủ ánh sáng luôn. Phía ngoài đây là một cái phòng để dành cho cô bác anh chị mình thờ cúng ông bà tổ tiên ha, rất là vừa vặn luôn. Cô chú anh chị mình có thể đóng thêm một cái hệ thống tủ thờ để mình thờ chúa thờ phật, mình có thể đặt một cái tủ thờ mình thờ cúng quyền các tổ đều được ha. Hoặc là gia đình mình có thể tận dụng căn phòng này mình làm căn phòng khách thứ hai hoặc căn phòng làm việc cũng được, tùy vào cách bố trí của cô bác anh chị mình ha. Tiến sâu vào căn phòng ngủ thứ hai quá là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Giường
Rồi tủ quần áo nè, cô chú anh chị mình thấy không? Bên việc thiết kế cho gia đình mình, tất cả mọi thứ đều rất là hợp lý luôn. Đèn của mình nè, à, cũng rất là sang luôn, đèn lon, đèn led phòng ngủ của mình. Căn nhà này là không còn gì để chê nữa rồi ha. Cô chú anh chị mình mỗi buổi sáng thức dậy nè, mình có thể mình ngắm được những cái cây kiểng mà mình trồng được luôn. À, quá là đẹp luôn. Một căn nhà như này chỉ có giá 3 tỷ 100 triệu thôi cô chú anh chị ơi, là 3 tỷ bốt quá, rất là rẻ luôn ha. Có tiểu cảnh sẵn cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, cô chú anh chị mình cứ trang trí theo ý thích của mình. Đó, mình thấy bí không khí thì mình có thể mình mở cửa ra, à, gió lùa vào rất là mát ha. Căn phòng này bên trong mình cũng sẽ có một cái nhà vệ sinh, nhà tắm, đầy đủ những trang thiết bị nội thất cơ bản dành cho mình luôn. Nhà tắm riêng, nhà vệ sinh riêng. Đó, gạch ốp tường ốp cho mình từ dưới nền cho đến là trần nhà luôn nha cô chú anh chị. Qua căn phòng ngủ thứ ba của mình, quá là rộng rãi luôn, rất là thoáng luôn. Đó, cô chú anh chị mình thấy là không còn gì để cô chú anh chị mình trang trí nữa đâu. Bên Việt đã trang bị sẵn cho gia đình mình rồi, gia đình mình về có thể mình dán tranh thêm thôi. Đó, chứ tất cả là bên Việt đã set up từ A đến Z cho mình luôn ha. Có đường dây máy lạnh ống đầu sẵn nè, đèn đầy đủ ánh sáng nè, cô chú anh chị mình thấy rất là hợp lý ha. Bảo Việt xin lặp lại ha, căn nhà này là cô chú anh chị mình chỉ được tặng nội thất cơ bản là sẽ có bộ ghế sofa của phòng khách nè, một cái bộ bàn ăn của khu vực nhà bếp ha. Còn hệ thống tủ này là bên Việt làm mẫu thôi để cho cô chú anh chị mình trưng bày thôi, chứ phòng ngủ mình không có tặng nội thất cho cô chú anh chị. Bảo Việt báo rất là rõ trên kênh ha. Bên trong căn phòng ngủ này thì cũng có một cái nhà vệ sinh. Mình sẽ có 3 phòng ngủ, một phòng thờ và một cái ban công nha cô chú anh chị. Gia đình mình cùng ra ban công nhà, cùng Bảo Việt. Gia đình mình thấy nhà mình chưa xây dựng hết hoàn thiện mà đã có 5 đến 6 vị chủ nhân đã sở hữu rồi, là cô chú anh chị mình biết khu vực này rất là đẹp ha, cho nên là mới được rất là nhiều vị khách hàng chọn khu vực này để an cư lập nghiệp nha cả nhà. Bảo Việt xin lặp lại thông tin chính của căn nhà mình. Căn nhà này diện tích ngang 5, dài cho 24 m, với tổng công năng sử dụng là 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 sân thượng và 3 nhà vệ sinh, à 1 ban công và 3 nhà vệ sinh. Căn nhà mình nằm trên trục đường đan 6 m, cô chú anh chị mình có ô tô, xe tải là mình đi tới nơi luôn. Từ nhà mình ra chợ Trung Thành cũng như khu công nghiệp Chầu Tràm đâu đó khoảng tầm là 300 m đến 500 m thôi cô chú anh chị ơi, rất là gần luôn. Xung quanh khu vực khu công nghiệp Cầu Tràm, chợ Trung Thành, ai đã từng đến xem nhà trên kênh Bảo Việt rồi thì cô chú anh chị mình sẽ biết rất là nhiều tiểu thương kinh doanh mua bán luôn. Mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều nè, rất là nhiều anh chị em công nhân nội chợ mua sắm cô chú anh chị mình về đây. Mức độ phát triển về tương lai rất là ok luôn ha. Từ vị trí này thì cô chú anh chị mình đi ra trục đường chính, tuyến đường Đinh Đức Thiện nối dài, hay còn gọi là trục đường 826, đúng 400 m thôi. Gia đình mình đi đến chợ Bình Chánh, từ nhà đến chợ Bình Chánh khoảng tầm là 3 đến 4 km, rất là gần gũi ha. Cô chú anh chị mình ở quận 6, quận 7, quận 8, quận Tân Bình, mình chọn nơi này an cư lập nghiệp thì mình đi làm vào mỗi buổi sáng á, thì mất tầm khoảng 30 phút ha. Thì tất cả thông tin Bảo Việt đã cung cấp rất là rõ ràng rồi. Nếu như cô chú bác gì mình thích khu vực nhà hôm nay thì hãy nhấc máy gọi trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963. Nhà mình là có hướng nam nha cô chú anh chị, chính nam luôn. Cô chú anh chị mình hợp hướng chính nam thì cứ nhấc máy gọi trực tiếp cho Bảo Việt ha. Và sẽ có 2 mẫu nhà chính, một mẫu nhà phố. Cô chú anh chị mình thích mẫu nhà phố hiện đại thì chọn mẫu của Việt review đây. Còn không thì cô chú anh chị mình chọn mẫu nhà máy Thái ha. Còn một căn mẫu nhà máy Thái. Bảo Việt thấy căn nhà phố này bên Việt trang trí nè, cũng như là làm mẫu đẹp cho nên Bảo Việt review ha. Còn cô chú anh chị mình muốn chọn căn nào cứ xuống đây thì gặp trực tiếp Bảo Việt. Bảo Việt sẽ dẫn cho cô chú anh chị mình xem 2 căn để mình so sánh ha. Thì tất cả thông tin Bảo Việt đã cung cấp rất là rõ ràng rồi. Cô chú anh chị mình nếu còn thắc mắc một thông tin gì đó trên kênh thì gia đình mình có thể bình luận bên dưới màn hình hoặc là liên hệ trực tiếp cho Bảo Việt nha cả nhà. Và cuối video thì Bảo Việt xin kính chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe và sớm tìm được căn nhà ưng ý cho mình. Gia đình mình nhớ nhấn một nút like cũng như đăng ký kênh để luôn theo dõi những video mới nhất của Bảo Việt nha cả nhà. Bây giờ Bảo Việt xin kính chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị mình nào. Xin chào cả nhà.